chợ miền Tây xin mến chào các bạn, quan các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đến chia sẻ những cái hình ảnh bà con Khmer là dân y đến chùa Đà Đai Ta Số ở Phú Mỹ các bạn. Thì bây giờ hình ảnh bà con đã đến được tới bốn chùa để mà dâng những cái phần quà lên cho chùa các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm ở đây đây nha. Bà con hiện bây giờ ở trong bốn chùa rất là đông các bạn. Đi vào phía bên trong xem như thế nào các bạn. Thì bên ngoài người ta đã hết lễ thì người ta sẽ đi vào bên trong. Ở đây là những cái vật phẩm để dâng cho chùa các bạn. Ta đang đi. Bây giờ mời các bạn vào bên trong cái khu để thờ các bạn.
là đẹp nha các bạn. Phong tục của người Khmer thì đến cái mùa tháng 10 dân nước thì người ta làm cái những cái lễ này các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ chợ miền Tây xin cảm ơn các bạn cùng mình đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay thì các Phật tử lại đây rất là đông rồi các bạn, đủ bây giờ người ta đang dâng mấy cái chỗ mà để lên các bạn. Để theo đoàn đó các bạn để mà sắp xếp nha các bạn. Rồi để nó dâng lên các bạn. Tại tại con thấy không tại thế. Thấy cái tại luôn á. Đây bây giờ các người đã đoàn của chùa Sà Lôn đã dâng tới chùa này ở đây. Hai bên bắt đầu gặp nhau để mua búa các bạn. Rất là vui nữa các bạn ơi.